Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng viết thư gửi du khách Hàn Quốc. Nói đến các biện pháp kiểm soát phòng ngừa dịch COVID-19, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết việc này nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bao gồm cả những du khách đến từ Hàn Quốc. 23 giờ 55 phút ngày 25 tháng 2, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan tiễn đoàn khách 24 người Hàn Quốc ra sân bay để về nước theo nguyện vọng. Trong số này, có 18 du khách nhập cảnh hôm 24 tháng 2 và 6 người đến Đà Nẵng du lịch trước đó. Tất cả những người này đều đến từ vùng đang có dịch COVID-19 lây lan và nguyện vọng của họ là muốn được về quê nhà. Hai người khác ở lại Đà Nẵng và chấp nhận thực hiện các biện pháp cách ly theo quy trình phòng chống dịch bệnh nhóm A do Bộ Y tế quy định. Trước khi lên tàu bay, đoàn khách được cơ quan chức năng kiểm tra y tế, trang bị khẩu trang, bố trí lối đi riêng và khử trùng toàn bộ hành lý. Nhân viên và xe đưa đón đoàn cũng được khử trùng theo quy định. Trong bức thư được viết bằng tiếng Anh, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng gửi lời cảm ơn tới tất cả hành khách Hàn Quốc đã tin tưởng lựa chọn Đà Nẵng làm điểm đến du lịch trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, bà cũng tiếc nuối vì dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều nơi, trong đó có quê hương của các du khách đến từ thành phố Daegu, Hàn Quốc. Chính phủ các nước, trong đó có Hàn Quốc, đang tích cực triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế, chính quyền Đà Nẵng cũng đang triển khai nhiều biện pháp để kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh có nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Những biện pháp kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh là yêu cầu bắt buộc, là hành động bất khả kháng nhưng đã đem đến sự bất tiện cho quý khách, bà Hạnh thành thật viết. Tuy nhiên, người đứng đầu ngành du lịch Đà Nẵng cũng nói rõ việc áp dụng các biện pháp kiểm soát, cách ly là nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, trong đó có cả những vị khách Hàn Quốc vừa nhập cảnh thời gian qua. Do đó, bà Hạnh mong những vị khách đến từ thành phố Daegu thông cảm, chia sẻ. Cuối thư, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng mong đợi dịch COVID-19 sẽ sớm chấm dứt để người dân của hai thành phố được sống trong không khí trong lành và thực hiện nhu cầu tham quan, thưởng ngoạn những nơi mình thích.